Câu số 1: Người chết đi lên các cõi trời hưởng phước dương, khi quay lại trái đất có trả quả ác đức lúc xưa đã tạo công, thưa Thầy? Cái trả lời cái dòng tập thì dầu chẳng hạn như bây giờ mình tạo được 10 điểm phước dương lên hưởng hết rồi, xưa là năm cái ác đức cái gì thì dễ còn đọc trong chỗ bầu tính người của mình nó chạy đâu thì sai, bắt đầu xài tiếp, lên đỉnh xài hết rồi về đây còn cái gì xài cái đấy, bắt đầu tiếp tục làm nữa. Nếu mà trong đó mà nó có năm cái ác đức mà bây giờ mình lật trở lại là người mình tạo nữa thì cái ác đức nó dẹp không xài được, mà cái ác đức á phải đợi cho đến trở về trung tâm thiền hành tự động nó mất. Nếu mà đa số thường ta hiểu được cái thiền tâm rồi thì cái kêu bằng cái ác đức ta không còn tạo nữa, mà nó vẫn để nguyên nó càng không có nát nữa rồi. Rồi đợi chừng nào mà vô trung tâm thiền hành luôn thì cái ác này nó là gì, ác nó là nó ghi bởi điện từ âm vô nó đã trở về cái điện từ âm đó thì nó có mất được. Còn nếu mà mình trở lên đây làm hưởng phước xuống đây mà không tạo phước đức nữa hoặc trong đức nữa thì mình tạo ác đức thì cái này nó gia tăng, thì nó lưu hồi theo cái kiểu gia tăng. Bây giờ tại sao mà vợ chồng vô có nhiều cái ông chồng là nuôi vợ, ta tải vì nhân quả, người tải sao phải vợ sẽ nuôi ông chồng thì cũng do nhân quả. Tại sao cha mẹ nuôi con, có nhiều khi đẻ con nuôi lại cha mẹ, đây là do cái nhân quả. Cuộc trật đã trong dòng cầu nó sắp đặt rồi, thành ra bây giờ ở trong gia đình mình có trả hai con có dai có trả cái chuyện nó bình thường, mình biết tiền tông được kể trả cũng được, trả cho lẹ nó đi đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ bây giờ không hiểu, thứ nhất là trả nợ nhiều quá bắt đầu nhăn không được, là cái số vô đây để trả nợ thì bây giờ rồi. Nếu mình vui vẻ mình trả thì nó khác nha, còn nếu mà trả mà nhăn thì nó còn gia tăng cái khó khăn cho mình. Cố gắng để mình hiểu tiền tâm để giải thích cho nghe, chứ còn mình không hiểu cái này thì bực bội trả nợ lúc đó mình mượn người ta mà vui vẻ đó là đi theo trả thì mình bực bội không được, rồi sống đúng cái quy luật vật lý đó. Giờ mình hỏi tiếp đi.